Nói. Đây là đơn trả hàng trên Shopee. Mã của bên BLM. giao hàng nhanh là WBLM. Khách này báo hàng lỗi không hoạt động. Bác vào đầu này. Test nhé. Lỗi không hoạt động này. Cắm điện này. Thôi nó lên điện điện đèn trước này. Đây là đèn nguồn này. Khi bên mình cắm dây nó sáng thêm cái đèn là cổng cắm dây này. Và bên mình sẽ test nhé. Tạo ở đâu? Sao? Đây, cái bộ khách mua là phát. Mật khẩu bên mình cài mặc định là 1 đến 9 A còng. Rồi, báo đã kết nối. Giờ mình Sang bên, sẽ sang về bên. Đúng rồi. mình thử sử Sợ. dụng. Này. Cô bảo mẫu trước mắt đang cẩn thận lau chùi mọi ngóc ngách nhưng khi cũng 520 tháng. Mình tới chụp ảnh chân dung gia đình, yêu cầu ông chủ phải chụp ảnh hoạt đen động trắng. bình thường Điều nhé. kỳ lạ hơn là người mẹ Đeo, ở từ đằng trước trên nói với xuống ông này. chủ, tôi Đây cần thêm này. một chiếc ghế đầu. Vẫn Ông chủ đang bắt phát cái thấy phát cô chỉ này. cả đứng đằng Này. sau cô em gái đứng bên Đây, cạnh thương cô hiệu chị. của nó Nhìn là tay phát trái của cô em gái thật kỳ lạ, giơ ra để lơ lửng trong không Thương khí. hiệu là Nhưng phát ông nhé. ta cũng không bận tâm. Sau Cái khi chụp tên hình wifi xong là ông nói, có thể ngày mai tôi sẽ giúp anh B1B6 sau. này. Nhưng ngay trước khi rời đi, người Đấy. phụ nữ bất ngờ nhìn ông chủ điểm rồi nở một nụ B1B6 cười nhé. khó hiểu. Khi ông chủ Ở điểm ảnh đây. đang đóng cửa